Thành phố nhỏ Narpes là vùng trồng rau quả lớn nhất Phần Lan. Sản xuất nông nghiệp tại đây lệ thuộc hoàn toàn vào nguồn nhân lực nhập cư, nhiều nhất là người Việt Nam mới sang đây từ khoảng 20 năm trở lại đây. Mỗi khi cần tuyển thêm nhân lực, chủ các nhà kính Phần Lan thường không thông qua môi giới mà nhờ nhân viên của mình giới thiệu giúp đồng hương. Thông thường, mỗi khi chúng tôi hỏi, thì các công nhân sẽ giới thiệu cha mẹ hoặc anh chị em đang sống ở Việt Nam, cam kết là những người ấy đã có kinh nghiệm làm lúa nước hay trồng trọt hoa màu và cũng muốn ra nước ngoài làm việc. Chúng tôi nhận thấy là người Việt thích nghi rất nhanh và làm rất tốt công việc trong nhà kính. Trong khu nhà kính trồng cà chua rộng 6 hecta rưỡi có khoảng 50 nhân công, tất cả đều là người Việt Nam. Đa số là thành viên cùng một gia đình hoặc họ hàng với nhau. Khi nhà kính của em mà cần lao động thêm đấy, thì hầu hết là cô chậu cũng bắt đầu có sự tìm kiếm. Trong trường hợp đấy thì là người nhà ở đây sẽ tìm nói chuyện với cô chậu và giới thiệu nào người quen của mình cho cô chậu biết và mình giới thiệu sơ qua hồ sơ lý lịch cho cô chậu biết. Thì khi đó là cô chậu nếu sự đồng ý tất cả ok hết thì là cô chậu sẽ ký hợp đồng cho người đó và gửi về đại sứ quán ở Phần Lan, ở Việt Nam. Cách tuyển dụng này có cái hay là chủ nhà kính khỏi mất công đào tạo vì đã có người cũ hướng dẫn người mới bằng tiếng Việt. Mọi người quen biết nhau lâu, đưa nhau sang đây, giữa người lao động với nhau là quan hệ thân tình, đoàn kết. Tất cả anh chị em sang đây đều được visum A. Sau đấy, sau 4 năm thì mình có thể đổi visum sang P, nó là permanent. Và mình có thể ở đây lâu dài, định cư lâu dài luôn. Cộng đồng người Việt đã phát triển mạnh mẽ như vậy trong 2 thập kỷ. Người Việt nay trở thành cộng đồng nhập cư lớn nhất của thành phố Narpes. Tiếng Việt trở thành ngôn ngữ được sử dụng phổ biến thứ nhì chỉ sau tiếng bản địa. Tôi biết rằng người Việt Nam rất siêng năng. Chúng tôi đánh giá cao tất cả những ai tâm huyết với công việc của mình. Và tôi thấy người Việt Nam tới đây làm việc là những người như vậy. Thành phố Narpes của Phần Lan, dân số có 9.000 rưỡi, thì trong đó đã có gần 1.000 người Việt. Phần lớn là các gia đình trẻ, tới đây lao động, rồi định cư, mua nhà, đóng thuế, thúc đẩy nền kinh tế địa phương. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ Narpes, Phần Lan.